Chào mừng các bạn đến với loạt video chuyên chia sẻ những kiến thức kinh doanh kiếm tiền để làm giàu nha. Ngày hôm nay trong video này Nguyễn Duy muốn chia sẻ cho các bạn những cái điều mà Nguyễn Duy đã áp dụng thực tế, đã chiêm nghiệm, đã nghiên cứu, đã tư duy và cảm thấy thực sự là có hiệu quả thành công. Nguyễn Duy. Ở ngoài đời Nguyễn Duy chia sẻ cho các bạn học viên của mình trong những cái khóa học rất là nhiều cái tuyệt chiêu, những cái việc cụ thể, những cái chi tiết, những cái rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà đó là kinh nghiệm thực chiến trên thương trường. Có nhiều bạn thắc mắc hỏi với Nguyễn Duy á, anh ơi bây giờ thời online kiếm tiền trên mạng, tại sao em muốn bán hàng mà em đăng lên Facebook rồi em đăng status chụp hình đẹp này nọ kia, ghi những cái câu mời chào, thậm chí là em livestream bán hàng luôn mà nó không có hiệu quả, tại sao vậy? Như vậy thì nghe anh Nguyễn Duy nói rằng là làm YouTube lại sao kiếm được tiền, như vậy thì Facebook cũng là mạng xã hội, rất là nhiều người tham gia trên đó, như vậy thì YouTube thấy em thấy cảm giác có vẻ ít người hơn nữa, cái kênh đăng ký nhỏ hay là cái kênh nhỏ ít người đăng ký nữa thì làm sao mà có hiệu quả mà anh này nói vậy. Thì bây giờ ngày hôm nay trong cái video này Nguyễn Duy mạn phép phân tích cho các bạn thấy theo cảm nhận đánh giá của Nguyễn Duy, Facebook với YouTube cái nào hiệu quả hơn. Nguyễn Duy thấy rằng là Facebook á nó đã quá phổ cập rồi, nhiều người chơi quá rồi, thậm chí những em học sinh cấp 1, cấp 2 cũng là chơi Facebook rất là tích cực, chụp hình ẹo qua ẹo lại, làm duyên làm dáng đủ thứ, khoe đi ăn đi chơi, con cái ở nhà hay có chuyện gì tin buồn tin vui gì cũng đem quăng ra đó riết rồi á, coi Facebook mỗi ngày đồng ý mình coi theo thói quen. Nhưng mà những cái thông tin gì mà về kinh doanh thương mại, chia sẻ về kiến thức để kết nối bền lâu với những cái người mà không phải là trong bạn bè mình á thì không có hiệu quả mấy, đó là ý kiến cá nhân của Nguyễn Duy thôi. Để mà làm giới thiệu những thông tin kinh doanh của mình, những dịch vụ của mình, những sản phẩm của mình để trên môi trường 4.0, trên môi trường không gian mạng, các bạn hãy kết hợp đi, đừng có nghĩ đóng khung rằng là Facebook hay Zalo, các bạn cũng nên làm kết hợp YouTube và thậm chí TikTok nữa. Người ta có cái gì mình tận dụng hết, nhưng với một phương châm rằng là hãy làm cho đúng, tức là thuật toán của Facebook nó có gì mình nên hiểu biết, mình làm thì lúc đó mình thấy cái hiệu quả nó tới, hoặc là mình làm chưa đúng mình tìm hiểu, mình học hỏi. Cái nghề gì cũng có người thành công, cũng có người thất bại, thì làm YouTube càng phải biết bí quyết, càng phải biết thuật toán của nó. Nhiều người làm tất cả những cái đó là miễn phí hết, ai lên đó làm cũng được hết. Như vậy thì chắc chắn là sẽ có người làm được và có người làm không được. Bởi vì mình làm không được đó là do mình chưa có biết rành. Các bạn nên tìm tòi học hỏi thêm, dễ lắm. Nguyễn Duy cũng 6-7 năm trời làm YouTube không có nên thân, mặc dù bên ngoài mình là đạo diễn, làm nhiều thể loại phim, ăn tiền người ta luôn, mà rốt cuộc bản thân mình làm YouTube nó không có thành công, ghê gớm lắm, máy quay đoàn làm phim dữ dội đồ này nọ, dựng phim vi tính kỹ xảo rầm rầm, tất cả mọi thứ âm thanh hình ảnh chất lượng cao tuyệt đẹp, nhưng mà không có thành công. Bây giờ Nguyễn Duy lại làm bằng điện thoại di động, chỉ với chiếc điện thoại di động thôi, không có bỏ đồng vốn nào ra hết cho một cái video YouTube, nhưng lại được có cái hiệu quả nhất định, chia sẻ thật tình cái khoản thu nhập cho các bạn nghe, giống như là Nguyễn Duy đã từng bao nhiêu lần nói. Còn riêng về Facebook thì cá nhân Nguyễn Duy á, Nguyễn Duy cũng có fanpage luôn nha, cũng 10.000 người đăng ký đó, nhưng mà nó cũng không có hiệu quả do thuật toán của Facebook nó bóp cái số lượt người mà thấy được cái tên của mình nó xuống rất là thấp, trừ khi nào mà cái tên của mình mà cực kỳ viral, cái tính lan tỏa nó sốc lắm á thì mới được. Còn không á thì các bạn thử đăng một cái status, một tấm ảnh hay là một cái bài đăng gì đó lên Facebook được cái, có bao nhiêu người like, bao nhiêu người chia sẻ, mà người ta chia sẻ rồi mỗi cái người lượt chia sẻ đó nó có được bao nhiêu người coi nữa, các bạn thấy là tự nhiên hiểu không? Thì đó là bản thân của Nguyễn Duy thấy Facebook nó dễ chơi, dễ làm, dễ đăng nhưng mà cũng khó thành công. Còn YouTube thì nó khó làm, nói chung là đòi hỏi nhiều công đoạn hơn tí, nhưng mà nó lại dễ đạt hiệu quả hơn. YouTube hiện nay là một cái kênh kiếm tiền cho rất là nhiều người, mà kiếm được thật sự là nhiều tiền, hàng trăm triệu đồng, hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, đó là sự thật. Còn Facebook thì Nguyễn Duy chưa thấy ai mà trong cái mối quan hệ Nguyễn Duy quen biết hoặc là Nguyễn Duy hiểu rõ từng tận cái việc đó là có thể kiếm được thật nhiều tiền từ Facebook. Có nhiều người chia sẻ với Nguyễn Duy rằng là rất muốn làm YouTube nhưng mà sao thấy khó khăn quá, tôi dở về công nghệ, tôi nói chuyện không hay mà tôi không tự tin về chân dung của mình nữa. Thì Nguyễn Duy nói cho các bạn nghe những điều này để một phần nào đó xoa dịu nha. Cái điện thoại á, là người ta chế ra, cái phần mềm á, thì cũng có đơn vị người ta viết ra, các bạn chỉ có việc xài thôi. Người ta mong muốn hàng triệu người xài cái sản phẩm của người ta, cho nên bấm nhịp cái ngón tay trên màn hình điện thoại dễ ẹt à. Không có cái gì gọi là công nghệ hết á. Ở đây là mình không biết phần mềm, mình cũng không phải chế điện thoại, thành ra bàn cái vụ mà công nghệ là nó chưa có hợp lý lắm. Thế còn về cái quay cái chân dung nè, cái cảnh nè, cái mặt của mình đó, và cái lời nói thì các bạn sẽ tự tin như vậy nè. Trong cái cách bộ bài giảng Nguyễn Duy chia sẻ, mặc dù là bằng điện thoại di động nhưng có cái cách để mình quay
mình cho được, nhìn cho nó dễ coi, cho đẹp, giống như Nguyễn Duy vậy nè, quay bằng điện thoại ha. Còn nói chuyện á, lời lẽ thì giọng vùng miền nào cũng được. Nguyễn Duy là giọng miền Nam nè, đây đâu phải là giọng phát thanh viên đài truyền hình VTV hay cái gì, hay là cái giọng Hà Nội chuẩn tiếng Việt đâu. Không phải miền Trung, Tây Nguyên, Nghệ An hay cái gì cũng được hết nha. Về tất cả mọi địa phương, chúng ta chia sẻ chân thành, lời lẽ của mình gần gũi dễ hiểu, bình dân là đủ rồi. Không ai sinh ra là nói chuyện hay được liền đâu, làm một vài video sẽ quen thôi. Rất là nhiều khán giả liên hệ với Nguyễn Duy mỗi ngày qua Zalo. Ngay cả bạn cũng vậy, nếu các bạn cảm thấy rằng là về vấn đề làm YouTube nè, các bạn muốn biết làm YouTube như thế nào thì cũng rất là nhiều bạn liên hệ Zalo với Nguyễn Duy để sở hữu được cái bộ bài giảng mà Nguyễn Duy hướng dẫn, chia sẻ, cầm tay chỉ việc đó, từng bước cầm cái điện thoại quay sao rồi làm edit chỉnh sửa cái video như thế nào, up lên kênh như thế nào, nói về chủ đề gì, quay cái mặt sao cho nó coi được, rồi nói chuyện sao cho lưu lót cho hay, vân vân đó. Thì làm video trên YouTube là kiếm được tiền, thì bản thân Nguyễn Duy cũng như nhiều lần chia sẻ cái thu nhập của mình rồi, thì các bạn thấy rằng là mà nếu mà đã làm được tiền như vậy đó thì làm sao để làm, làm chủ đề gì, nhiều yếu tố tại sao tôi làm không thành công, vân vân. Chính vì cái mối quan hệ của cái người làm YouTube với người khán giả coi ngày này qua ngày kia như vậy, người ta thấy được nhiều thông tin hơn, hiểu biết rõ ràng sâu hơn, có cảm tình, có niềm tin, tức là cái người YouTuber đó có cái sự tin cậy nhất định đó, chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích mà người ta đem ra ta áp dụng được, phân tích được những điều giống như Nguyễn Duy đang làm video này, là nói là Facebook với YouTube thì cái nào nó hiệu quả đó. Thì Nguyễn Duy đã nói rồi, Facebook là ai chơi cũng được, nó chở búa, nó rất là tạp nham nhiều rồi. Còn bây giờ YouTube á, phải xây dựng một quá trình dài, cái kênh nó mới lên được, chứ các bạn tạp nham của bạn không lên được, không có người đăng ký. Đó chính là cái điều mà gạn lọc bớt đi những cái thông tin là coi như rằng là nó không chính thống, hoặc là những thông tin không có đáng tin cậy á, thì nó không có tồn tại được nhiều trên YouTube. Do đó người ta coi video mình dẫu là ít khán giả, nhưng vẫn có rất là nhiều người liên hệ với mình. Dẫu rằng là các bạn có bán hàng hay làm dịch vụ hay là bất cứ thứ gì, sẽ có thu nhập tiền bạc phát sinh là từ đó. Facebook á, một em nhỏ bây giờ lớp 5, lớp 6, lớp 7 chụp một tấm hình bằng điện thoại di động, xong viết vài câu status là đăng lên được rồi. Mà cụ thể hiện nay các bạn thấy không, trên Facebook á, bạn kết bạn với rất là nhiều người. Nếu mà làm Facebook cá nhân thì Facebook nó sẽ cho chúng ta là kết bạn tối đa là 5.000 bạn cái gì. Nhưng mà vì cái thuật toán của Facebook á, là người ta ép cái số lượt người xem tin của mình xuống. Đó là khi mà cái tin của mình viral, tức là cái tin của mình mà có độ lan tỏa cao, thì Facebook nó mới cho nhiều người thấy cái bản tin đó. Thành ra đó là một cái chuyện dễ dàng quá, bạn thấy không, có rất là nhiều người chơi Facebook mà hình con của mình ngồi ăn, ngồi chơi hay là đi chơi đâu đó, ai cũng chụp hình đăng lên đó được. Cái tin nó quá nhiều, nó quá nhiều rồi, rất là nhiều người lên trên Facebook để mà live stream bán hàng, chào mời cái này mua bán cái nọ. Có nhiều cô gái á, hở này nọ kia đó lên Facebook á để mà mời khách mua hàng, bán hàng live stream rất là nhiều. Như vậy thì các bạn thử đánh giá coi, các bạn bán hàng mời chào trên Facebook tại sao nó không có hiệu quả. Thì các bạn cứ đặt các bạn vô trong cái tâm thế đó, là các bạn thấy tin của người ta đăng á, cái tin của người ta mời, của người ta live stream, các bạn có muốn mua không? Các bạn cứ tự hỏi các bạn đi, các bạn chơi trên Facebook, các bạn xem quảng cáo của người ta, các bạn lướt qua, bạn bóc tắt bỏ, không thèm coi. Như vậy thì đến lượt các bạn đăng quảng cáo, các bạn mong muốn người ta sẽ mua đồ cho các bạn là như thế nào? Do đó nếu có một lời khuyên chân thành thì Nguyễn Duy mong muốn các bạn rằng nên sở hữu cho mình một kênh YouTube làm theo đúng như những cái gì mà cái thuật toán YouTube cần để các bạn phát triển. Bây giờ lên hay không lên, có nhiều người đăng ký hay không có nhiều người đăng ký, cứ làm một kênh YouTube cho riêng mình đi, đúng không? Giống như là các bạn đã từng chơi Facebook dễ dàng như vậy thôi. Các bạn chơi Facebook cá nhân được rồi, các bạn làm một kênh YouTube nữa cũng có sao đâu, nó miễn phí mà, không có tốn cái gì, cũng từ điện thoại di động làm ra. Thì Nguyễn Duy cũng đã làm cái kênh YouTube của mình từ cái điện thoại di động thôi, đâu có làm gì khác đâu. Chia sẻ cho rất là nhiều học viên, người ta cũng làm như vậy được đó. Thì Nguyễn Duy có khóa học chia sẻ những điều đó, người ta cũng làm được bình thường, cũng từ điện thoại di động, cũng chẳng bỏ đồng vốn đâu ra. Cũng như hy vọng rằng các bạn chơi Facebook được thì các bạn hãy làm một kênh YouTube đi, rồi thì lúc đó các bạn sẽ tự đưa ra cho mình một cái câu trả lời là Facebook với YouTube cái nào hiệu quả hơn. Còn riêng bản thân Nguyễn Duy thì Nguyễn Duy thấy rằng là làm YouTube thì Nguyễn Duy kiếm được nhiều tiền, còn làm Facebook thì Nguyễn Duy là chỉ để chơi, lâu lâu đăng những cái tin này nọ kia, không có được nhiều cái quyền lợi từ cái đó. Hy vọng rằng video này mang đến cho các bạn nhiều thông tin hữu ích và thú vị nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ bấm đăng ký kênh, bấm thêm cái nút chuông bên cạnh để ủng hộ Nguyễn Duy tiếp tục làm thêm những video hấp dẫn. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác. Đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi sắm tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn động viên.
Nguyễn Duy.